mẹ cháu trong nhà đấy bác. À, thế bác vào nhà thăm mẹ cháu nhé. À, thằng này năm nay lớn phết nhỉ. Ui, cháu còn sắp 22 tuổi rồi. Thế bao giờ lấy vợ cháu? Trường năm nay đẹp trai thế nhỉ. Ừ. Bác quá khen. Thế có người yêu chưa? Thế mày bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 22 tuổi tới nơi rồi. 22 tuổi mà chưa có người yêu. Ui. Hai anh em chăm chỉ thế nhỉ. Ui, Tết đến phải giúp đỡ bố mẹ chứ. Nhìn thằng Vũ thế kia ấy, tương lai thế nào cũng đẹp trai hơn anh Trường đấy. Thế nhà trang hoàng để chuẩn bị đón Tết để cháu. Chứ còn gì nữa bác. Thế cháu có biết gói bánh chưng không? Trường năm nay vẫn đi học hả cháu? Vâng, cháu vẫn đang đi học đại học. Thế bao giờ tốt nghiệp? Mày học công nghệ thông tin có biết cài Win không? Cháu học bên mảng thiết kế, không phải mảng ấy ạ. Thiết kế à? Thế có biết cài Win không? Cháu giỏi đấy. Học đại học là giỏi đấy. Ủa cháu học rốt lắm bác ạ. Thế có được học bổng không cháu? Làm gì được đâu bác. Không được học bổng thì học làm gì cháu? Trường đi làm rồi phải không hả cháu? Vâng, cháu mới đi làm rồi. Thế Tết này thì được thưởng bao nhiêu? Thế trường năm nay làm gì hả cháu? Cháu làm thuê làm mướn bưng bê phục vụ linh tinh thôi mà. Thế chắc không có tiền mua bờ rủ mắt đâu nhỉ? Thế năm nay được nghỉ Tết sớm thế cháu? 29 Tết rồi mà bác. Ui thế nghỉ Tết sớm làm gì cháu? Đi làm qua Tết đi. Ui cháu cần gì tiền, gia đình sum vầy là được. Mày đã nghèo lại còn sĩ. Thế trường tiền thì bác mừng tuổi năm ngoái đâu? Bác tưởng mày còn giữ để bác xin lại. Trường cao mét mấy thế cháu? Cháu cao có mét 6 thôi. Thằng Chiến nhà bác ấy, lớp 9 cao mét 7 rồi. Năm nay mẹ con mày làm YouTube ác phết nhỉ? Dạ khá khá bác ạ. Thế có tiền khá nhỉ? Cho bác chục triệu xem nào. Cho bác chục triệu xem nào. Dọn nhà thì bật nhạc lên cho nó máu cháu. Cháu thì thích yên tĩnh thôi. Không có thì nói nhanh đi nó bày đặt lý do. Tết sum họp đoàn viên, ở nhà đón Tết với bố mẹ là chuẩn bài. Đấy là lý do cháu đang có mặt ở đây này. Đấy là bọn trẻ con thôi, chứ mày là phải ra ngoài kiếm tiền cháu ạ. Sao cái gì bác không hỏi được nhỉ? Mày quên bác là người chơi hệ gì à? Hệ gì? Hệ hỏi. Thế Tết này mua được dàn máy tính mới chưa? Lại hỏi à? Vụ chưa mua thì đến Phan Thành Computer mua. Phan Thành Computer thực hiện máy tính chính hãng, cam đoan giá cả hợp lý, hỗ trợ tận tình, giao hàng toàn quốc, hàng lỗi đổi hàng không mất phí. Bác quảng cáo để cho chúng mày biết thế chứ mày lấy tiền đâu mà mua?